Lời nguyền đẫm máu của viên kim cương xanh Ấn Độ. Từ lâu, kim cương được xem là một loại đá quý có giá trị bậc nhất, hay được sử dụng để làm trang sức cho những người giàu có và quyền quý. Kim cương có rất nhiều hình thái và màu sắc khác nhau, trong số đó kim cương mang màu xanh thẳm của biển cả tượng trưng cho hy vọng thì đặc biệt quý hiếm, được nhiều người thuộc tầng lớp siêu giàu hoặc hoàng tộc săn tìm. Với sắc xanh mê lòng, viên kim cương có tên Hope hay hy vọng được đồn đại rằng nó mang theo một lời nguyền chết chóc mà chỉ cần ai sở hữu sẽ sớm phải gánh chịu hậu quả. Đến nay, danh sách các nạn nhân qua đời bởi lời nguyền ấy được ghi nhận dài vô số kể, từ thường dân cho đến quý tộc, hoàng tộc. Ngoài cái tên Hope, viên kim cương nổi tiếng này được người ta biết đến với cái tên trang sức của nhà vua hoặc cái tên khác, màu xanh của nước Pháp. Nó là một viên kim cương lớn, nặng khoảng 9,1 gram với màu xanh thẫm của nước biển, lại tỏa ra một chút ánh sáng lân quan đỏ khi được chiếu tia cực tím. Nó được sở hữu lần đầu tiên bởi Jean Tavernier, một thương gia buôn đá quý người Pháp nổi tiếng về nhiều thế kỷ trước. Ông đã mang viên đá ấy từ Ấn Độ về Pháp trước khi bán nó cho vua Louis thập tứ. Sau đó, ông đột ngột qua đời tại Ấn Độ trong một chuyến đi khác. Các nhà thám nghiệm tử thi thông báo ông chết vì sốt đột ngột và không may sau đó, xác của ông đã bị bầy sói xé nát trong rừng. Sau cái chết của ông, những tin đồn không hay về viên kim cương Hope đã được dấy lên. Nhiều người ở thời kỳ này đã đồn đoán rằng chính Tavernier đã lấy cắp viên kim cương xanh này bằng cách móc nó ra từ mắt của bức tượng thần Shiva tại Ấn Độ. Vì vậy, nó sẽ gây tai họa cho bất cứ ai có liên quan. Và cũng từ sau cái chết của vị chủ nhân đầu tiên này, lời nguyền viên kim cương xanh bắt đầu ứng nghiệm và kéo dài danh sách nạn nhân. Nạn nhân thứ hai của viên kim cương xanh chính là vua nước Pháp Louis thập tứ. Ông đã mua viên kim cương từ Tavernier và mài cắt nó vào năm 1673 để trở thành trang sức của hoàng gia với cái tên viên kim cương xanh của hoàng gia Pháp. Nhưng không lâu sau đó, bản thân vua Louis đã qua đời do hoại tử và không hiểu vì sao hầu như tất cả các con của ông đều chết yểu. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả người hầu cận thân tín của vua Louis là Nicolas cũng bị vạ lây. Nicolas có vinh dự được mang viên kim cương trong một số dịp đặc biệt do là người lân cận của nhà vua. Đột nhiên sau đó, ông bị thất sủng và trục xuất khỏi nước Pháp, đồng thời lĩnh án chung thân tại pháo đài Pinon. Cuộc sống của ông đang từ xa hoa trở nên đau khổ cùng cực. Đến đời vua Pháp Louis thứ 16 và hoàng hậu nổi tiếng xinh đẹp Marie Antoinette, hai người cũng được cho rằng đã bị chết thảm do ứng nghiệm lời nguyền của viên kim cương xanh mà họ rất mực yêu quý này. Trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789, vua và hoàng hậu Marie Antoinette đã bị chặt đầu. Ngay cả người bạn thân của hoàng hậu, công chúa Marie Louise, người hay mượn viên kim cương làm trang sức, cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Nàng đã bị sát hại dã man và đầu được treo ở cửa sổ của phòng giam của hoàng hậu. Sau đó, không biết là do may mắn hay xui xẻo mà viên kim cương Hope đã bị bọn trộm đã đột nhập vào kho của hoàng gia và lấy đi mất. Từ đây, viên kim cương này dường như biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử, không còn ai nhớ về nó nữa. Tuy nhiên, bất ngờ sau đó một khoảng thời gian dài, năm 1800, có một thông tin viên kim cương Hope đang thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu Tây Ban Nha và sau đó, nhiều người liên quan đến nó cũng chết bí ẩn. Khi hoàng hậu giao cho thợ kim hoàn gia công lại viên kim cương, nó đã bị con của ông đánh cắp và bán đi. Cũng vì vậy mà người thợ kim hoàn bị xử tội chết và người con cũng tự sát không lâu sau đó. Năm 1813, viên kim cương rơi vào tay Henry Philip Hope, một quý tộc người Anh. Từ đó, viên kim cương được biết đến với cái tên kim cương Hope hay kim cương hy vọng và lời nguyền chết chóc tiếp tục giáng lên đầu hậu duệ của ông là Francis khi biến gia đình này từ một dòng dõi giàu có quý tộc bỗng chốc phá sản, vợ chạy theo nhân tình, còn bản thân Francis Hope phải chết trong cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, cũng có thông tin viên kim cương xanh này mang cái tên Hope là thực chất là do sau này nó thuộc sở hữu của một chủ ngân hàng giàu có tại London có tên Thomas Hope. Cuộc hành trình của Hope vẫn chưa kết thúc, có tin nó rơi vào tay của hoàng tử Nga Ivan Kanistoki. Ông đã tặng món trang sức cho người tình của mình, nhưng thật không may, trong đêm đầu tiên đeo viên kim cương tuyệt sắc này, nàng đã bị bắn chết. 11 năm sau đó, Hope rơi vào tay một người buôn đá quý, Harry Winston, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà ông quyết định tặng cho bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian ở Washington. Những lời nguyền tưởng đã kết thúc, nhưng James Woods
người vận chuyển viên kim cương đến bảo tàng vẫn gặp vận xui khi chân của ông bị nghiến nát trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Sau khi viên kim cương được giao không lâu, đầu của ông cũng bị chấn thương nặng. Vợ ông cũng qua đời sau đó vì trụy tim và căn nhà thì bị cháy rụi trong một trận hỏa hoạn. Giờ đây, viên kim cương Hope vẫn nằm yên trong bảo tàng suốt thời gian qua mà không có thêm bất kỳ tai nạn nào xung quanh nó nữa. Người ta đồn đoán rằng rất có thể lời nguyền của kim cương tuyệt mỹ này đã dừng lại. Nhưng cũng có người cho rằng lời nguyền khủng khiếp của nó chỉ dừng lại khi không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Bởi khi ở bảo tàng này, nó chỉ là một vật thể du khách chiêm ngưỡng, không hơn không kém. Nhưng chắc có lẽ chẳng có ai muốn sở hữu nó nữa đâu, vì vẻ đẹp xanh thẳm tuyệt mỹ của Hope được tin là sẽ giết chết họ bất cứ lúc nào, dù không ai nghiên cứu để kiểm chứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.